Mỗi ngày một con số, hôm nay chúng tôi xin được nhắc đến con số 75,1 điểm. Đây chính là chỉ số niềm tin tiêu dùng tại Mỹ trong mùa mua sắm cuối năm 2013. Theo Thomson Reuters và Đại học Michigan, chỉ số niềm tin tiêu dùng của người dân Mỹ trong tháng 11 là 75,1 điểm, một con số tương đối khả quan. Tuy nhiên, không phải ai cũng rộng rãi vung tiền vào dịp lễ hội cuối năm, mùa được xem là bận rộn nhất của các cửa hàng bán lẻ và trung tâm mua sắm. Luôn hứng thú và có nhiều tiền để mua sắm, không ai khác ngoài giới giàu có Mỹ. Họ sẵn sàng móc hầu bao chi tiêu khi cổ phiếu liên tục tăng vọt, phá vỡ nhiều mốc điểm cao, lãi suất đi vay thấp, còn giá bất động sản thì nóng lên từng ngày. Song với những người tiêu dùng có thu nhập trung bình thấp, lương bổng không ổn định, thì chi tiêu mua sắm cuối năm không phải chuyện dễ dàng. Trước tình hình đó, nhiều nhà bán lẻ lo ngại rằng có lẽ họ phải mạnh tay giảm giá, khuyến mãi hơn nữa mới tận thu được vào những ngày này.